rồi. Em chào mọi người. Chào mọi người. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Hai Chị Em. Hai chị em đâu? Hai chị em sống với lại. Ăn xong mời mọi người về nhà nhá. Được rồi à? Mới mua tháng trước. Người ta đánh cho đây nhưng mà anh một phép tí. Rồi ok, hello chào các bạn nha. Đây là bắt đầu ngày thứ 2 hôm qua. Hôm nay ngày thứ 2 bắt đầu em ở trong Sài Gòn. Và bây giờ là mời lô bố con lôi với cả anh em ở trong đoàn đi ăn lẩu dây chuyền. Lẩu dây chuyền nhỉ anh nhỉ? Dạ. Cứ vào đó. Trồng lên cao như này tí ăn lần cho nó. Đây, của lôi nha. Đây, của lôi. Đi ngồi. Đây, cho tiên, đây. Đâu, đây rồi, ok. Không phải. Ui giời ơi, đây. Toàn rau không đi. Ui giời ơi. Lấy cho tôi ít. Rồi, đây đây, chú Hoàng quay xem này. Ồ, chú Linh lấy cái thịt này này. Chú Hoàng nữa thì đây xem này. Có thấy không? Chưa, chưa, chưa. Cắn cái gì? Sao? Tôi muốn một. Cái gì? Sao mà chán chú? Thế lôi chỉ cái này toàn rau là rau. Lôi chỉ chú đấy mà. Rồi chạy nhanh. Đây. Đây nữa này. Rồi. Không, lấy xuống rồi không được cất. Lấy xuống rồi phải ăn hết. Lấy xuống rồi phải ăn. Bắt tôi rồi, tiết ra. Ui giời ơi. Ê, trượt rồi. Chán gì vậy? À đây. Rồi. Oh. Wow, toàn rau là ăn hết à? Là không cần tiền à? Vậy ăn hết đi. Ăn hết là không phải trả tiền. Ui giời. Cái tiền rồi. Đây rồi, đây.
Đây rồi. Ồ, còn rau không? Ăn hết đã. Ăn hết rau đi. Hả? Ăn hết. Ở đây không có thịt, lấy đâu ra thịt. À đây. Đây được nhá. Đây thịt đâu? Đây thịt. Lấy cái gì? Cái này à? Con cái đi cái này. Thế nào? Cái đi. Đây đây đây. À, ngô pin được pin được rồi. Ngô khoai thôi. À còn khoai nữa nhỉ? Cái gì? Cái gì? Trứng hả? Ô muối gì? Mì tôm á? Mì tôm. Trời ơi. Đây. Mì tôm là cái này. Thế bây giờ đi nhanh quá. Rồi. Rồi các bạn ơi, tôi sẽ ăn hết chỗ này cho các bạn xem nhá. Tôi mời các bạn ăn chưa? Còn mời các bạn ăn chưa? Còn rau thôi. Ăn mì tôm, mì tôm đậu canh đen. À, luôn ăn mì tôm á? À thôi, ôi, ra đây nhiều chưa này? Chú tiền, mì tôm. À, sao nó đầu nhỉ em mình? Ôi, phá. Học vào quán người ta rồi. Cô đây ơi. Cô lại nhá. À, chú tiền. Cái đại thì lấy lại nhá. Rồi. Thì nữa là nuôi ăn cái gì là nuôi tự lấy nhá. À nuôi chỉ cho chú lấy nhá. Rồi. Lấy thôi gì gì đây. À, chú đùa thôi thôi. Rồi. Cái lấy tôi. Rồi, lôi uống rượu không? À, thì cho bố lôi uống rượu nhá. Ok, đấy là cái gì đấy? Rượu đấy. Rượu đâu, có thấy nước gì đâu. Sơ chu đấy. Nhưng mà có thấy nước gì đâu. Chai không gì. Lấy cái chai đấy xong là bắt đầu cầm mấy người nhân viên dơ ra ký hiệu này, người ta đưa xuống. Rồi, ok. Không hay rồi. Không hay rồi. Nước gì đây? Dưa hấu với gạo anh. Dưa hấu với gạo. Ờ, anh uống thử, em uống thử thế nào. Của lôi mà. Cái này có lôi gọi à? Em của lôi á. Cái này lôi gọi à? Đúng rồi. Cái này lôi gọi á? Dạ. Ui, chua thế. Ngon như này à? Ngon như này à? Chua lắm, đó là chú tiến thử cái đấy mà. Chua này. Chua này, chua này. Ai giời ơi. Rồi thử. Như nào? Đúng mạnh không? Như nào review? Đánh review đúng. Review nào? Mày nhìn đấy. Ngon được mà ngon. Cái này chua để chú mua hết cho. Cái này phải quấy lên chứ. Ừ. Không uống cái gạo ở dưới không? Ông đùa. À thế à? Cái gì vậy? Thì đây uống cà phê. Đâu? Cà phê đâu? À rồi. Awa nua rồi. Nước gạo. Awa nua rồi. Chua. Cái này là quét vô để mình gọi món cái này à. Ờ thế tưởng phải đưa cái gì nó tự đưa ra mình tự ăn nhé. Phải gọi á. Mình sẽ gọi những cái món mà nó chưa lên chuyện kể bây giờ. À thôi gọi, trên này có cái gì ăn cái đấy. Ờ gọi cái gì ăn cái đấy được gọi gì. Gì vậy? Ngu nhiều vào. Ừ, bỏ lấu. Ngon thứ ba nhá. Đâu? Đây. Đi trên này ngay cái đây đâu ạ? Bỏ cái này vào cho ngọt đi. Rồi, mua cho ngọt. Lên mua không? Rồi, triển khai đi. Thôi để một mình làm cho. Là tôi đây chỉ việc ăn thôi. Tôi không biết làm đâu. Em đây còn chưa biết gì. Đây. Đi thật. Hey. Cái này này hay này. Hey. Đừng có thu cái này nhá. Tí trồng cho cao. Tí trồng cho cao. Qua được khu vực Jose Kero Panuka. Đâu là chín đâu? Đã chín đâu? Nước đã sôi đâu? Sôi rồi. Để chú làm cái lôi nhá, chỉ lấy 3 lôi thôi.
Tôi ăn ở chú Gắc ở đây nhá. Ô. Chóng mặt kìa. Chóng mặt, đây chóng mặt. Trên này không. Chú trên tôi gặp ở đây, chú trên gặp ở đây. Để chú làm cho lôi. Ôi, ngon rồi, rất là ngon nha này. Để chú làm cho lôi ăn nhá. Cái của lôi là không cay mọi người. Cái của lôi là mình lấy nấm. Đây, không cay, nấm. Ui ui. Từ từ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh lên. Ô. Ngon nhỉ. Tất cả để gọi cái này hết à? À, ngon nhỉ. Đây, cố lôi đây. Anh uống nước lọc nhá. Ok. Cho chai nước lọc lại. Ông chai bị đây này. Tôi ăn gì? Tôi ăn gì nào? Ngon. Có cá không? Ngon này. Đây, thịt bò nhá. Đây, để chú làm cho. Nó biết sao đâu. Cái này rau đẹp đi. Lấy thịt tô. Lôi ăn cái gì? Đây. Chỉ chú Linh lấy nào. Lôi, ăn cái này nhá. Chờ sôi là được. Cho con của chú Kiến. Cái này chín chưa nhỉ? Đây này, bỏ đây tí khác luôn. Rồi, cái này chín rồi. Đây. Ô, nó có nước chấm à? Rồi. Mình ăn đi. Ăn bò nhá. Tối gì ăn nhỉ? Nhá. Ăn ngô, ăn khoai. Vâng ơi. Vâng. Dạ. Rồi, xôi rồi. Ăn thôi, mời cả nhà ăn thôi. Mời cả nhà ăn chứ. Ôi, mà tiết rồi. Mời các bạn ăn đi nhá. Tiết là ấy nhá. Tiết là mẹ tê rù 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 rù. Nấm à? Cái tên này. Đông cúng rồi. Cái tên này chẳng có lôi. À, lấy lôi cho con tự gắp đi. Lôi muốn tự gắp đúng không? Kia chú Linh lấy. Đâu? Làm gì đâu? Lôi ăn ở trong bát đi. Ăn ở trong bát đi xem con nước lại nhau. Đây nhìn đây cơ mà. Đấy. Đây gì? Ok. Lôi không mời các bạn ăn à? Thôi mời các bạn đi. Tôi không gọi chăm cây. Các bạn nhá. Nhưng mà tôi không chăm cây. Đúng rồi, cái này không cay. Không, đừng cay, đừng chấm. Mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn. Mời các bạn ăn. Lôi nhìn cái máy quay, mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn ăn. Quý vị bỏ cho tôi nhá. Đây. Xong rồi tôi gắp đây ra nhá. Rồi. Chú Tiên lấy cho lôi gắp ở đây. À, lấy cho lôi xong lôi tự gắp vào đây. Nói mì tôm không? Ăn à. Đây, lôi tự thảo đi. Ngon chứ nách. Ngon chứ nách. Wow. Đây để dưới đây. Đây cơm bát tôi ra đi. Đây để dưới đây. Đây để dưới đây. Rồi. Lôi ăn cái này này. Có chấm cái này không? Lôi chấm cái này không? Chấm à. Một tí thôi nhá. Không phải ớt đâu. Không phải đâu. Cái đấy. Xem bố lôi có biết chưa thế? Phải có di nhà lên đấy. Nấu lên nhá. Không. Cái này là đầu tiên bố lôi ăn đấy. Đi xong rồi đấy. Sao su su. Mình thích vào đây đi. Đấy. Không thích được rồi. Thôi ăn đi. Không thích được rồi. Không thích được rồi thôi. Đây, lấy cái này. Đấy. Đây thì đâu kia. Đây, tôi bỏ đi. Cái thủ phải có mẹ con ta đi. Ê. Phải có mẹ con ta đi.
Ừ. Ở bên. Ừ. 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 Bảo gì đấy? Nuôi bảo gì bố đấy? Nuôi bảo cái đây vừa ở trong này con là con được làm luôn này. Con được. Sao vào đây xong ăn? Nuôi bảo với bố nuôi là một lần thôi đúng không? Nuôi bảo với bố nuôi là ăn thoải mái đi, bố ăn thoải mái đi, cái này phải ăn theo lo thì thôi. Es eso. Você paga só cada beso. Tipo, 5 mil, come tudo. Cái này ấy, là phải vừa ăn vừa nghỉ, bởi vì mình vào đây một lần rồi là da nó cũng dùng. Bây giờ nhá, ngồi đến tối luôn đúng không? Nếu mà đi ra ngoài cửa là coi như là vào lại là phải mua tiền lại đúng không? Thế thì em phải ngồi đây, em chạy bộ một vòng, giờ vào đi vệ sinh xong là ra chạy một vòng quanh diện độc lập ấy, em lại ăn rồi quay lại anh này ra chạy rồi nhá. Ui nhớ như này. Ôi, cái này ai ăn nhiều của Lôi á. Thôi từ đừng nói. Để tí nữa, tí nữa tính tiền. Ơ, bây giờ ngồi đến tối như này cũng được à? Ngồi đến tối mà. Hả? Ừ. Nếu mà ra ngoài cổng là quay vào là phải mất tiền đúng không? Nếu mà thế thì được, thay nhau đi thôi nhá. Anh cứ ngồi đây nhá. Em đi đâu thì em đi rồi tí lại quay lại. Đi chạy vòng đấy. Dạ. Đó là nó rồi, đi vòng cho nó tiêu hóa tốt. Lôi nói với bố là ngồi đây đến tối. Ở đây nhá. Bấm rung lên mà đã ăn tới đây nơi rồi. Đấy. À chú đây đây nơi đây mình mang sinh nhầm bé tuổi rồi. Đây, chú Linh đi Korea rồi kìa. Dạ.
chạy cho đói tí nữa về phòng về ăn tiếp. Chú Đinh đi chạy cho đói rồi. Đấy. Giờ no rồi, giờ ăn đi no chạy. Quá rồi. Chạy một vòng ra ngoài này. Để tí đói ăn tiếp. Nô đi không? Sẽ cùng nghe vụ vai cô rể ấy. Và ra phò mì để bơi phòng tại con em mày. Áo ra xe dù. Vai cô rể. No quá. Ôi. Giờ ăn sau thôi. Nói giờ nhân viên trực ngoài kìa. Hai người đứng cổng ngoài kìa. Hoảng quá đấy, nhân viên nhìn thấy anh em mình bắt đầu hoảng rồi đấy. Hình như ở đây ai ăn nhiều người trả tiền anh? Ai ăn nhiều thì... ai ăn nhiều thì không phải trả tiền. À, dạ. Ăn nhiều không phải trả tiền mà. Ai ăn nhiều? Không trả tiền. Ai ăn ít là phải trả tiền. Ai ăn nhiều không trả tiền. Có mẹ mày, giá cũng ra được. Đấy. Thế thì cứ dồn nuôi ăn nhiều đi. Cho nuôi ăn nhiều, đỡ nuôi không phải trả tiền đúng không? Nuôi ăn hết rồi, nuôi ăn thì đây hết rồi. Thế à? Rồi. Ok. Ông cho mình đi. Đi đâu? Đây. Thôi mình đi. Từ từ, xong rồi ấy. Mình cất hết cái bát của mình vào trong này thôi. Tôi ăn nhiều nhất các bạn ạ. Ừ. Ăn như này là không phải trả tiền. Mình đâu? Ba Tư đó. Đây. Đây. Rồi. Rồi, các bạn ăn. Lôi ăn nhiều nhỉ? Ăn như này không phải trả tiền, Lôi không phải trả tiền. Tất cả Lôi ngày hôm nay là người chiến thắng. Lôi không phải trả tiền. Rồi, để bây giờ gọi cô ra nhá. Gọi cô vào tính tiền. Mình ăn ít, mình có ăn đâu. Mình có ăn đâu. Mình không ăn là mình không là mình trả tiền à? Ai mà ăn ít phải trả tiền. Ủa thế à? Ở đây là nữa nhá, ở đây là thế đó. Mà ở đây thế. Ở đây là thế á. Cô ơi, chị ơi, em ơi. Em ơi, tính tiền cho anh với. Ở đây thì là ai ăn ít là phải trả tiền hay ai ăn nhiều là phải trả tiền? Ai ăn nhiều mà đã trả tiền nhé. Ồ, ăn nhiều phải trả tiền á? Thế à? Thế à? Ồ. Thế chú Linh với chú Tiến không ăn nhá. Đây, không, đây có gì đâu, anh không ăn gì, đây chỉ mỗi Lôi ăn thôi. Chỉ Lôi ăn nhiều thôi, đây này. Mỗi Lôi ăn thôi. Chú Tiến ăn nhiều. Không, đây. Chú Tiến ăn nhiều, nhìn này bác này. Bác của chú đây. Cái này của Lôi hết, còn gì nữa? Bác của chú đâu? Cái này Lôi ăn nhiều nhất. Ừ, thế tô. Ừ. Lôi từ từ đã. Ôi này, nhìn này, cô nhìn này, cô đi nhìn đâu? Này. Đi đâu? Tất cả đây là của Lôi ăn hết đấy. Không phải cô, không phải. Chú Tiến và chú Linh. Đâu, ở trước mặt Linh. Lôi ăn một bát thôi, ăn một bát thôi. Ở trước mặt Lôi mà, cái này ở trước mặt Lôi. Cái này của Lôi còn gì nữa? Ở trước mặt ai là người đấy ăn mà. Cái này của Lôi còn gì nữa? Của Lôi làm gì có đâu. Thôi trả tiền đi Lôi ơi. Đi đâu đây? Chạy à? Sao trốn? Lôi ăn nhiều nhất mà. Của Lôi ấy chứ. Hả? Đây này. Cô lên nhìn xem này. Cô lên nhìn này. Này một đống này của Lôi này. Lôi ăn này. Cô lên đây. Đây, đâu cái nào? Đây này của Lôi này. Lôi này. Bát luôn, 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 đi chưa đi không nói luôn à, đi hỏi chú kìa, hỏi chú đấy, hỏi chú đấy.
Lôi đi đái là lôi trốn trả tiền à? Hả? Lôi đi đái là lôi trốn trả tiền đúng không? Ngoan thế, sao ngoan thế? Đưa tắm cho chú à? Ngoan thế. Đưa cho bố nữa. Lôi lừa này, trong này lôi lừa, trong này có gì này? Chắc gì là lừa mình à? Lôi lừa chú Tiến à? Đưa xem có phải là như nào đấy. Đưa xem phải cho con. Nào, đưa chú cái nào? Đưa chú mẹ bố nào? Đưa tắm cho chú à? Đâu? Cái này cũng có. Đưa cho bố đi. Đưa cho bay đi. Cái này cũng có. Cái mấy cái có ấy. Mà giờ mình làm tiền đấy. Ừ. Cảm ơn nhá, cảm ơn Lôi nhá. Bây giờ được để quên để tiền quên ở nhà các bạn. Đây có khó đâu đây. Là mình với là cô Lễ với là cái Tiến về nhà lấy để cho bố Lôi với là Lôi ở đây. Ừ. Đấy. Chờ một tí. Một tí nhá. Đây. Các bạn đi có cầm tiền đâu. Em Lôi chờ đây nhá. Lôi chờ chú đây nhá. Đây, với là bố á, chờ đây tí á. Đi, con này đi. Ở đây thôi, ở đây. Ở đây thôi, ở đây nhá. Ngồi chờ nhá. Chờ bé lại nhá. Ngồi đi cùng với cả chú Tiến luôn. Ngồi đây nhá, chờ nhá. Chờ chú lại chờ thôi nhá. Ngoan nhá, không được đi đâu nhá. Ở đây ngoan không đi đâu nhá. Đi. Tí không ấy giảm tiền đấy. Thôi, xong rồi. Xong rồi. À cái bông. Đưa gì? Cô Lê đi ở nhà tôi. Cô Lê ăn được sao? Cô Lê ăn có gì? À cô Lê ăn tốt hề à? Cô Lê ăn được rồi này. Rồi thôi chào các bạn đi, để đi về đây. Chào các bạn. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Ok. Tôi chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Đi thôi. Chú lại nhá, chú đi đây. Giả tiền nhá. Em ơi, tí nữa tính tiền cho bạn bé bé kia nhá. Lấy cửa lại đây, chị Linh đi về.
Linh có tay. Chú Linh đặt tiền là chú tiền nó lại đây. Linh có đặt tiền là tiền đấy. Mai cô lại quay nhá. Cô lại không quay. Mai cô lại quay nhá. Cô lại không quay. Đâu. Cô lại không quay. Cô lại quay gì đấy? Ôi, cô lại không quay nhỉ? Cô lại quay gì đấy? Quay đi. Quay lôi. Ôi trời ơi, chết rồi, chú Tiến giả nhiều tiền quá. Đi rồi, chú Tiến cơ đặt tiền. Dê cái nào? Không dê à? Không dê lôi trả tiền nhá. Ai dê? Ok. Thôi đi thôi. Bye bye mọi người, ok 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 ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.